Người Đông Tây mến chào bà con. Thì cũng khá lâu rồi bà con ơi. Thì hôm nay mới quay lại chia sẻ cái vườn nhà để cho bà con mình coi tham khảo luôn. Nói chung thì bà con có theo dõi kênh thì cũng trông chờ video của em ra cái vườn này dữ lắm. Tại vì khi mà cây vườn này em để trái thì tầm khoảng 11, 12 tháng em để trái rồi bà con. Đó thì sau khi mà giai đoạn mình cắt trái thì nói chung cũng gần đứt rồi. Nhưng mà trái chuyện thì nó cũng còn lơ gơ chút đỉnh. Đó thì hôm nay quay lại cho bà con mình coi tham khảo, thứ nhất là tình trạng cây. Đó, cây của mình coi có nó suy yếu hay là nó có tình trạng nó có mất sức cây hay không. Thứ hai nữa coi đi cái quá trình tốc độ phát triển của cây á bà con. Đó thì hôm nay quay lại cho bà con mình coi tham khảo luôn. Tại hôm gài em thì thời gian của mình gần đây thì nó không có nhiều bà con, nên em ít cứ ra video chia sẻ cho bà con mình coi. Đó thì hôm nay sẵn sáng đi lên, nói chung là cử vừa gọi bà con, thì em cũng mới tiến hành là gãy lăng để mình đi cái bông chuyền tiếp theo đợt sau bà con. Đó thì hôm nay quay lại cho bà con mình coi luôn. Đó thì sau em gãy lăng thì cũng tầm được 10 ngày rồi. Thì mình chuẩn bị là đang trong quá trình là gông nhánh, rồi chuẩn bị là tiến hành cử tiếp theo là bắt đầu mình tạo mầm bà con. Đó thì hôm nay quay lại cho bà con mình coi tham khảo cái dàn cái lá cũng như là cái dàn cây. Đó, chung cây của em thì nó đều đều vậy hết trơn nha bà con. Nó thì bữa nay gông thì cái tàn nó chống lỏng rồi. Đó thì cái gốc nè, cái số trái đợt sau thì nó tương đối thôi chứ nó không có đẹp nha bà con. Tại vì cái tình trạng chung á thì đa phần bà con mình vườn nào cũng vậy. Cái trái đợt mà cái đợt cổ trái này nè bà con, thì đa phần là cái vườn toàn là cuốn xanh không à. Nhưng em để ít trái thôi chứ không có để nhiều nha bà con. Nó thì vườn mình thì đang trong quá trình mà chuẩn bị làm bông đỡ lợi đó. Em thì mới gãy lăng tầm khoảng 10 ngày nay thôi, thì hôm nay tiến hành mình gông nhánh. Đó, gông nhánh cho nó chống chống, chừa nhánh cái thôi, còn mình gông bỏ nhánh đực với cái cành tâm. Đó, rồi xong mình chuẩn bị là đợi nắng lên thì mình xịt tăm mầm. Đó. Thì hổm gài thì bà con cũng trông để em ra video á, nhưng mà em thì cỡ này công chuyện nó hơi nhiều bà con, ít có quay video chia sẻ cho bà con mình. Đó thì bà con nào mới vô xem kênh thì bà con nhớ đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để em ra những video sau cập nhật tình hình vườn cũng như là chia sẻ những loại phân thuốc á, thì bà con mình có thể là trao đổi nhau để mình làm vườn cho nó hiệu quả hơn thôi bà con ơi. Hồi bữa nay dàn cây nói chung là dàn cây bữa nay nó lực dữ lắm nha bà con. Thì dàn cây đợt sau này thì gốc bữa nay thì nói chung là cũng bự bự hết trơn rồi. Thì mình ăn trái xong thì tiến hành mình gông nhánh. Đó thì em cũng vừa vô lăng xong mình gông nhánh thì chuẩn bị tiến hành mình xịt tạo mầm. Rồi thì bà con nào có cần trao đổi hay hỗ trợ gì thì bà con mình cứ liên hệ qua số điện thoại là 0339 739 390. Đó thì bà con mình cũng có thể là kết bạn Zalo thì mình có thể là trao đổi nhau để mình làm cho nó hiệu quả hơn thôi nha bà con. Ồ bữa nay dàn cây nè bà con. Đó thì em quay lại để cho bà con mình coi, tại hổm gài thì bà con cũng hỏi thăm nhiều á. Tại vì cái vườn của mình mà để trái quá sớm thì bà con mình sợ là thứ nhất là sợ xì cây, thứ hai nó sợ xì mũ chết đó bà con. Đó thì hôm nay em quay lại cái tình hình chung cũng như là cái toàn vườn của mình luôn để cho bà con mình có thể là tham khảo. Cái gốc bên đây nè, gốc nào gốc nấy nè bà con ơi. Đó, cái cành cái nè. Thì mình sau khi mình ăn trái xong thì bà con mình tiến hành gông cành thôi. Tại vì cái đợt đầu thì bà con mình để cho nó che nắng, nó đỡ đi cái độ nám. Rồi xong bây giờ cái vườn mình giai đoạn giờ thì nó cũng tầm khoảng 17-18 tháng rồi. Đó thì tàn thì nó bít hết trơn rồi. Thì mình tiến hành mình gông cho nó thưa thôi, để cho những cái cành cái nó lật lên. Để sau khi này mình bà con mình để trái thì nó sẽ được nhiều, với lại là nuôi trái thì nó tỷ lệ nó đạt cao nha bà con. Vườn mình bữa hổm là nó có một số cây là nó do trời giông bà con, thì nó đứt luôn cái đọt rồi. Nó gãy ngang không bà con ơi. Vườn này thì thiệt hại thì nó không có mấy cây, nhưng mà có vườn mà vườn nhỏ của em á thì nó thiệt hại hơi nhiều, thiệt hại mười mấy cây bà con. Đa phần thì số cây này thì nó gãy đọt thì nó bắt đầu nó tiến hành là có triệu chứng là xì mũ lai gai nha bà con. Số cây như cây gãy đọt nè thì cái tình trạng là tình trạng chung thôi, vườn nào cũng vậy. Tại vì cây khi mà nó bị tét bà con thì nó dập cái thân dữ lắm đó. Nhưng mà cây nào cứu được thì cứu thôi đó. Thì cũng khá lâu rồi thì em mới quay lại vườn nhà, tại vì do mình làm em thì nói chung cũng dạy mấy cái vườn lắm bà con ơi, nên mình làm tối ngày với lại đi cắt mít nữa, nên không có thời gian mà rảnh nhiều á để quay chia sẻ cho bà con mình nhiều hơn. Đó thì bà con nào có kết bạn Zalo có điện hỏi thăm rồi đó thì biết rồi, thì bà con mình có gọi tới thì em cũng chia sẻ cho bà con mình thôi. Còn mà vấn đề mà chia sẻ video bà con thì dạo gần đây em ít có lên video để chia sẻ cho bà con mình. Đó thì bà con mình có thể là liên hệ trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo
thì mình có thể là trao đổi nhau để mình làm vườn cho nó hiệu quả hơn thôi. Vô cái mùa mưa này, nếu bà con mình đang mà giai đoạn mà là để bông để trái bà con, thì bà con mình nhớ xịt cái thằng nấm khuẩn á, để ngăn ngừa cái hiện tượng sâu đen, với cộng thêm canxi bo để cho nó tăng khả năng thụ phấn lên thôi. Còn cái mùa mưa này thì bà con mình có thể là mình rải thêm cái thằng mà Chicoderma, để cho nó, nói chung thằng đó thì nó dạng mà nó phân giải chất hữu cơ đó, nó lợi khuẩn đó bà con, nói chung là lợi khuẩn để cho bà con mình dễ hiểu. Đó là nó biến những con mà vi khuẩn có hại thành những con vi khuẩn có lợi đó. Thì cái cây của mình nó hạn chế được cái phần mà sâu bệnh sau này thôi. Thì 1 kg Chicoderma bà con mình rải 1 công thôi là nó bình thường rồi. Thì giờ giá thành thì nó cũng không có cao bà con, nhưng mà mình rải về lâu về dài thì nó sẽ hiệu quả hơn. Ồ, bữa nay dàn cây thì nói chung là tương đối là cũng được lắm nha bà con. Thì gốc nào gốc nấy bữa nay là bự bự hết trơn à, cỡ ống 90 hết trơn bà coi, 90 hơn. Mấy cây này gốc bữa nay thì cái dàn cây mà cái dàn gốc không bà con, thì bà con để ý khi nào mà nó rụng cái đầu cùi mà cái chỗ mắc ghép không bà con, thì cây của mình nó mau lớn, nó liền da thì nó mau lớn chứ lắm nha bà con. Ồ, bữa nay dàn lá xanh mướt luôn đó. Thì để thì hổm gà bà con cũng hỏi là sao thu hoạch để mình làm cái gì cho nó hiệu quả bà con. Nó thì sau khi mà bà con mình cắt trái xong á, nếu mà trên cái phần mà cây thì bà con mình có thể là gãy lăng để cho bộ lá nó lớn lên, nó sung cây lại, thì đồng thời mình cũng tiến hành là mình để mình làm bông mới. Thứ hai nữa, trong thân thì bà con mình xịt thằng nano đồng cộng với cabi vi lượng đó, để cho cái cây của mình, thứ nhất là nó tẩy gông rêu, thứ hai nữa nó ngăn ngừa nấm khuẩn, thứ ba nữa là giúp cho bộ lá mình xanh dày lên đó. Thì bà con mình có thể là coi tham khảo luôn. Còn cái vấn đề phân thuốc thì dạo gần đây em ít có mà quay cái bao bì nhãn dán mà lên trên video của con, do cái vấn đề là em thì không có bán phân thuốc, nhiều khi đụng chạm một số anh em á thì em ít có chia sẻ. Còn bà con nào có cần tìm hiểu kỹ thì cứ kết bạn Zalo với em đó, thì em gỡ bao bì nhãn dán qua đó, thì để cho bà con mình có thể là coi tham khảo. Tại vì em thì mua phân thuốc gọi là nó ngay trung tâm không bà con ơi, là mình không có thông qua đại lý á, thì cái giá thành thì lúc nào nó cũng, nói chung cũng nớ hơn cái chỗ mà mình mua đó. Thì bà con mình có thể là coi tham khảo. Ồ, bữa nay dàn cây rồi. Thì hôm nay em có một số chia sẻ để cho bà con mình biết thêm, cũng như là quay lại thăm cái vườn mà trước giờ em quay nè, để cho bà con mình có phần mà tìm hiểu mà kỹ cái vấn đề mà cây mình cho trái sớm mà con đó. Thì vườn mình thì bà con nào có theo dõi kênh thì cũng biết rồi, thì cái đợt em làm bông để trái thì nó tầm khoảng 11 12 tháng thôi, thì tới giai đoạn này thì nó cũng tầm 17 18 tháng là tập bà con ơi đó. Thì cây của mình thì nó không có vấn đề gì nha, vẫn sum túc phát triển bình thường, gốc thì nó nở chà bá cho ngày đó. Rồi thì em xin kết thúc video tại đây nha bà con. Rồi, mến chào bà con nha, chúc bà con một ngày tốt lành.